Thu Minh, Quẩy cùng Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh. Dự một đêm tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh, Thu Minh mặc sexy, vừa hát vừa nhảy tưng bừng bên Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh và dàn sao nữ. Thu Minh diện váy bó sát, khoe sắc vóc ở độ tuổi U50 khi dự buổi tiệc thân mật do diễn viên Chi Bảo tổ chức cuối tuần qua. Ca sĩ được nhiều bạn bè, khán giả khen ngày càng trẻ đẹp, gợi cảm. Giữa buổi tiệc, Thu Minh gây bất ngờ khi lên sân khấu biểu diễn ca khúc Đường Cong, khiến tất cả khách mời thích thú, không thể ngồi yên với không khí sôi động ca sĩ mang tới. Diễn viên Kim Thư cũng ngẫu hứng khoe giọng hát cùng Thu Minh. Doanh nhân Anh Thơ, vợ Bình Minh, lên phụ họa cho tiết mục. Trong đêm tiệc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, Thu Minh đưa mic, mời mọi người hát, quẩy cùng cô. Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh cùng Bảo Thi, Bằng Kiều, Lý Hương, Á hậu Quý Bà Thu Hương, Á hậu Trương Thị May vừa lên sân khấu nhún nhảy, hát cùng Thu Minh. Lâu lâu mới có dịp hội ngộ nhiều anh chị em bạn bè thế này, thật là vui, Bảo Thi nói. Các nghệ sĩ hòa giọng trong loạt ca khúc như 60 năm cuộc đời và Con tim đã vui trở lại. Hà Nhi và Trung Quân Idol có tiết mục song ca ngẫu hứng trong đêm tiệc. Hai ca sĩ hát Chưa quên người yêu cũ, Đừng kéo đôi chân em lại. Anh Tài Bằng Kiều biểu diễn phiêu linh, được khách mời cổ vũ nồng nhiệt. Chủ tiệc, diễn viên Chi Bảo, nói anh hạnh phúc khi có dịp trò chuyện, ca hát, ôn kỷ niệm cùng bạn bè nghệ sĩ. Chi Bảo tuyên bố giải nghệ từ năm 2021 để tập trung làm kinh doanh, chăm sóc gia đình. Diễn viên cho biết khoảng 5-6 năm nay anh không còn đóng phim, hiếm khi dự các sự kiện của làng giải trí. Năm 1996 khi còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tôi và Trương Ngọc Ánh từng kết hợp thành lập một công ty. Trương Ngọc Ánh giữ vai trò giám đốc, tôi là phó giám đốc. Công ty lúc đó chỉ có đúng 2 người, Chi Bảo kể. Dự tiệc đầy tháng con gái Chi Bảo. Lệ Quyên thổ lộ cô mừng cho đàn anh và bản thân cũng mong sau này có thêm một nàng công chúa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.